Chào các bạn. Mấy hôm nay mình giới thiệu ba cái nhà cũ, nhà nát rất là nhiều rồi. Thì hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một cái sản phẩm mới hoàn toàn. Căn nhà vừa mới xây dựng xong, còn thơm mùi sơn nha các bạn. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Căn nhà mình sắp giới thiệu cho các bạn gồm một trệt, lửng, hai lầu và sân thượng. Đây là cái ngã tư Nguyễn Thượng Hiền và Trần Bình Trọng. Rồi, giờ mời các bạn đi theo mình vào cái căn nhà mình giới thiệu cho các bạn. Con đường mình đang chạy đây là đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh và quẹo vô hẻm. Thì cái hẻm này là hẻm xe hơi luôn các bạn ha, hẻm xe hơi vào tận nhà. Rồi các bạn nhìn thấy xe tải phía trước không? Khu vực này là khu dân cư ổn định, trung tâm của quận Bình Thạnh. Rồi trước mặt các bạn là cái căn nhà mình giới thiệu các bạn đây. Căn nhà gồm một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng. Đó, với cái vật liệu thì khá hiện đại các bạn ha, mới và hiện đại. Đây là cái phòng khách. Đó thì cái phòng khách hai bên đều được ốp gạch chạy suốt từ đằng trước đằng sau, cao khoảng 2m các bạn ha, cao khoảng 2m. Xung quanh có những cái bức tranh trang trí đầy đủ. Phía trần cũng có trần thạch cao, có hệ thống đèn led, đèn chùm, quạt. Nền thì được lát bằng gạch 60-60 vuông với những cái vân khá đẹp. Rồi mời các bạn tiếp tục đi ra phía sau. Phía sau thì có một cái phòng bếp, một cái nhà vệ sinh. Đó, các bạn nhìn thấy ngôi nhà khá bắt mắt không? Chỗ nào cũng có những cái bức tranh khá đẹp. Tường hai bên thì được ốp lên rất là sạch sẽ, các bạn không phải lo sợ dơ. Mình chỉ cần lau chùi là nó sáng bóng rồi các bạn ha. Thì ở dưới tầng trệt này cũng có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho toàn bộ cái tầng trệt này. Được làm dưới gầm cầu thang, thành thử là tiết kiệm được cái diện tích khá nhiều. Thì bước ra khu vực bếp thì các bạn nhìn cũng khá rộng rãi. Trần cũng được làm hệ thống trần thạch cao, đèn hắt, hệ thống đèn led, đèn chùm. Đặc biệt phía sau có một cái giếng trời dùng để đảo lưu không khí cho toàn bộ ngôi nhà. Đây là cái điểm cộng của ngôi nhà này các bạn ha, rất là thông thoáng. Và bên tay trái các bạn thì có một cái bếp. Bếp thì cũng có tủ trên, tủ dưới làm bằng gỗ. Đó, còn cái mặt bếp thì làm bằng đá granite, kim sa trung. Nhìn cũng ống ánh các bạn ha, giống như kim sa vậy đó. Rồi căn nhà này có diện tích ngang là 3m77, nở hậu là 4m05, dài là 14m26 và công nhận trong sổ là 53,6m2. Mình xin nhắc lại là công nhận trong sổ các bạn ha, diện tích đất là 53,6m2. Nhà nằm vào hướng đông nha các bạn ha, nhà nằm hướng đông. Rồi căn nhà này chủ nhà gửi bán với giá 7,8 tỷ còn thương lượng. Mình xin nhắc lại là căn nhà này chủ nhà gửi bán với giá 7,8 tỷ còn thương lượng. Bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình sẽ dẫn đi xem nhà. Rồi đây là cái tầng lửng của cái căn nhà này. Nhìn ra phía trước các bạn ha, nhìn xuống trệt đó. Cầu thang cũng khá đẹp các bạn ha, kính cường lực thay vịn gỗ. Mặt thì ốp bằng đá granite đen, cái mặt dựng là đá trắng, nhìn rất là sáng sủa. Rồi cái tầng lửng thì phía sau có một cái phòng ngủ các bạn ha, phía sau có một cái phòng ngủ
cũng đầy đủ rồi, cũng có nhà tắm ở trong nhà, cũng có cửa để nhìn ra cái ô giếng trời để lấy sáng và lấy gió. Hệ thống trần cũng có đèn H, đèn LED, trần thạch cao. Vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện nghi ở trong, gạch được ốp lên từ sàn cho tới sát trần. Cũng có lavabo, bàn cầu, vòi sen, vòi tắm đứng. Đầy đủ các bạn ha. Nói chung nếu bạn nào sở hữu được căn nhà này thì chỉ về các bạn chỉ dọn về ở thôi, không phải lo lắng gì nữa. Rồi, mời các bạn tiếp tục đi lên lầu 1. Lầu 1 của căn nhà này thì được 2 phòng ngủ. À, phía trước một phòng, cũng có nhà vệ sinh ở trong phòng. Phía sau cũng có một phòng và cũng có nhà vệ sinh trong phòng. Đó, tất cả các phòng ngủ đều có gắn máy lạnh sẵn. Đó, đây là cái nhà vệ sinh của cái lầu 1 đấy các bạn ha. Phòng ngủ trước. Hệ thống đèn LED đầy đủ. Đặc biệt là có cái đèn mà chiếu vào cái gương để các bạn soi ấy, cũng khá hay. Cái mẫu mã khá mới. Đó, phòng ngủ phía trước cũng khá rộng rãi các bạn ha. Gạch cũng vậy luôn, được lát bằng gạch 60 vuông và có những cái vân rất là đẹp. Đó, các bạn nhìn thấy cái đèn không? Cái đèn trong cái gương của nhà tắm các bạn ha. À, cái mẫu khá lạ. Rồi, mời các bạn đi ra phòng ngủ phía sau. Thì phòng ngủ phía sau cũng vậy luôn, đầy đủ tiện nghi. Cũng có gắn máy lạnh sẵn. À, cũng có hệ thống đèn trùng, đèn H, hệ thống đèn LED. Có nhà vệ sinh ở trong phòng. Và có cửa sổ để nhìn ra giếng trời, mở ra giếng trời. Để mình đảo lưu không khí, không bị ngộp. Mình xin nhắc lại là chủ nhà gửi bán với giá 7 tỷ 8 còn thương lượng các bạn ha. À, những bạn nào mà bận rộn, những bạn nào mà công việc đầu tắt mặt tối thì các bạn nên chọn cho mình cái căn nhà như thế này. À, căn nhà khá chất lượng. À, khi thi công thì những cái chi tiết thì rất là người ta chăm chút, rất là kỹ. Thành thử các bạn nhìn về tổng thể thì không chê vào đâu được. Rồi, đây là mời các bạn đi lên lầu 2. Lầu 2 thì cũng giống như lầu 1 thôi, cũng có cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong phòng. Cũng với đầy đủ tiện nghi, không thiếu một cái thứ gì cả. Đó, đây là cái phòng ngủ phía trước. Rồi, các bạn đi ra cái phòng ngủ phía sau thì cũng như ở lầu 1 thôi. À, phòng ngủ phía sau cũng đầy đủ tiện nghi. Rồi, tiếp tục mời các bạn đi lên sân thượng. Sân thượng thì đây là cái sân thượng phía trước. À, sân thượng này cũng đã... À, trước khi đi ra sân thượng thì có một cái phòng thờ các bạn ha. À, có thiết kế một cái phòng thờ. Và ở cầu thang thì cũng có một cái giếng trời. À, dùng để lấy sáng và lấy gió. Rồi, mình bước ra cái sân thượng phía trước thì cũng khá rộng. Và đặc biệt là sân thượng này được lát gạch toàn bộ rồi. À, đây là một cái phương pháp chống thấm hữu hiệu nhất. À, mình cũng có những cái video chia sẻ là cái cách chống thấm nào mà tốt nhất thì chỉ có cái lót gạch thôi. À, rất bền với thời gian và không sợ thấm nước. Còn đây là cái sân thượng phía sau dùng để giặt giũ, phơi hoặc là trồng cây xanh. Rồi, đây là cái hồ sơ pháp lý nha các bạn ha. Hồ sơ pháp lý đầy đủ và rõ ràng. Bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình. À, mình sẽ dẫn các bạn đi xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thân ái chào các bạn.